Hay quá, hai đứa đang đút đồ ăn cho nhau ăn bằng miệng hả? Sao mai đút tôi ăn với nè? Không ai à? Alo. Anh à, em không thể chấp nhận được cái người em cùng cùng của anh. Mình phải gặp nhau để nói chuyện. Trải qua đâu, làm sao đừng nhớ em khi mà em luôn ở trong đầu. Ngày vẫn qua mau, lòng vẫn nghe đau, anh đã hết canh thân rồi. Dạy cho anh cách quên em đi, dạy cho anh không phải nhớ chi, dạy cho anh vô tình giống em như là em đã làm với anh. Thời gian không giúp cho anh quên, chỉ là cho anh một thói quen, cầm cho anh vui sửa đám đông để che đi nước mắt trong lòng. Quên làm sao, phải quên làm sao? Đến giờ này em cũng đã vui bên một người. Chẳng sẽ không hiểu đường từng ngày anh phải trải qua đâu. Làm sao đừng nhớ em khi mà em luôn ở trong đầu. Ngày vẫn qua mau, lòng vẫn nghe đau, anh đã hết canh thân rồi. Dạy cho anh cánh quên em đi. Em ơi, em đến em gặp đơn lần đi. Nó đang ở nhà, nó bệnh, nó nằm chèo queo một mình. Nó kêu uống thuốc, không chịu uống như thuốc. Như là em đã làm với anh. Thời gian không giúp cho anh quên, chỉ là cho anh một thói quen, cầm cho anh vui giữa đám đông để che đi. Đi tới nó nhà anh năn nỉ em ơi, tội nghiệp nó mà em ơi. Dạy cho anh cách quên em đi, dạy cho anh không phải nhớ chi, dạy cho anh vô tình giống em như là em đã làm với anh. Thời gian không giúp cho anh quên, chỉ là cho anh một thoáng.